Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 82%, sử dụng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế đạt trên 25%. Việc thu gom xử lý nước thải được các địa phương quan tâm, nhiều nghĩa trang đã được quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đang từng bước xây dựng các tiêu chí về môi trường, đảm bảo vệ sinh trong cộng đồng dân cư. Đến nay, Lâm Đồng có 79 xã đạt tiêu chí về môi trường. Dự kiến trong năm 2015, số xã đạt tiêu chí này sẽ nâng lên thành 85 xã. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, môi trường nông thôn tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa rõ nét. Khu trung tâm, những tuyến đường chính, những khu vực dân cư cảnh quan chưa được cải thiện đang là vấn đề bức xúc hiện nay, đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, cũng như mục tiêu phát triển nền nông nghiệp sạch. Thời gian thực tế trên cần được khắc phục, chỉnh trang hơn nữa môi trường nông thôn nhằm xây dựng bộ mặt các xã nông thôn mới phát triển về kinh tế xã hội, đảm bảo sạch sẽ về môi trường sống.